Trên bàn thờ có 5 cây này thì tiền vô như nước chảy, cây cuối cùng ai cũng biết nhưng không bao giờ để ý đến. Vâng, xin được mến chào quý vị khán giả, quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình này, Diễm Quỳnh xin gửi tới tất cả quý anh chị lời kính chúc sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi con người chúng ta đều trải qua cay đắng ngọt bùi của thời gian, chuyển tiếp xuân hạ thu đông. Nếu hạ đi qua để lại cho chúng ta những âm thanh oi ả, thì đông tới lại mang đến ngọn lửa ấm áp bập bùng bên bếp lửa. Còn mùa xuân, mùa của vạn vật, của cây cối sinh sôi nảy nở, là mùa mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Bởi vậy, người ta hay sử dụng những loại cây cối nảy nở trong mùa xuân để trang trí bên trên bàn thờ gia đình thổ công, cũng như là ban thờ thần tài, với hy vọng có một năm mới ấm no, hạnh phúc, yên vui. Đặc biệt đối với các hộ gia đình kinh doanh thì ban thờ thần tài quan trọng hơn bao giờ hết. Và các loại cây được chọn để đặt cùng ban thờ thần tài phải được lựa chọn kỹ càng để mang lại tài lộc, may mắn và bình an. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn loại cây được đặt cùng ban thờ thần tài thì tiền sẽ vào như nước, thuận buồm xuôi gió. Quý anh chị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Từ xa xưa tới nay, cha ông ta vẫn truyền miệng nhau rằng thần tài chính là vị thần cai quản những công việc liên quan đến tiền bạc và của cải. Riêng ngày vía thần tài hiện vẫn lưu truyền một câu chuyện đậm chất dân gian. Chuyện kể rằng trong một lần đi uống rượu, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nằm mê mệt không biết gì. Đến khi tỉnh dậy thì quần áo vừa bị lột sạch, vừa mất trí nhớ chẳng còn biết mình là ai. Thần tài không biết làm việc nên đi lang thang xin ăn khắp nơi. Cửa hàng nào có thần tài vào ăn thì khách kéo đến nườm nượp. Mọi người thấy vậy nên ai cũng dành mời cho bằng được thần tài đến quán của mình ăn. Vậy nên mới có câu thần tài gõ cửa. Cũng có quan niệm cho rằng thần tài là một dạng thổ thần kiểu thần đất, có nghĩa là thần thổ địa. Vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản đất đai, phù hộ cho con người và gia súc trong xóm làng. Khi những người dân Việt Nam đi khai hoang, bước đầu họ còn gặp nhiều khó khăn và ý niệm về các vị thần hình thành từ đó, làm chỗ dựa tâm linh của họ trên con đường mưu sinh. Thần đất là vị thần bảo hộ cây trái, hoa màu, thể hiện tính nông nghiệp và cũng là vị thần trông coi tiền tài, vàng bạc. Đây được coi là dấu ấn của thời kỳ kinh tế thương nghiệp. Mặc dù thần tài được xem là một hình tượng khác của thần đất, nhưng cả hai vị vẫn mang yếu tố tâm linh giúp cho con người làm ăn phát đạt, cho nên người ta không thờ thần tài một mình mà thường thờ chung với thổ địa, vị thần cai quản đất đai, nhà cửa. Trong những gia đình làm ăn buôn bán, cửa hàng kinh doanh, công ty, người ta thường thờ cúng thần tài quanh năm. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng, họ thường thắp hương và rắc một ít gạo vàng thần tài, cầu xin mùa may bán đắt. Việc thờ cúng ban thờ thần tài là một tín ngưỡng dân gian mang đậm dấu ấn của sự giao lưu văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam. Khúc chuyển. Thưa quý vị, trên bàn thờ thần tài, người ta thường đặt những gì đẹp đẽ trang trọng nhất để thể hiện lòng tôn kính ông bà, tổ tiên, cũng như mong muốn có được sự may mắn, bình an, thu hút tài vận cho gia đình. Bên cạnh các loại hoa thường được chọn để dâng lên bàn thờ như hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ, hoa sen, rất nhiều gia đình băn khoăn không biết nên để cây gì trên ban thờ thần tài để mang lại may mắn mà lại hợp phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy, gia chủ hoàn toàn có thể đặt một số loại cây trưng lên ban thờ để gia đình luôn bình an, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Khi chọn các loại cây cảnh để trên ban thờ, gia chủ nên lựa chọn các loại cây có tên gọi thể hiện sự may mắn tài lộc như cây kim tiền, cây đế vương, cây vạn lộc. Và đồng thời bên cạnh đó, chúng ta cũng lưu ý là tránh chọn những loại cây khó chăm sóc, có hình dáng gai góc khô cằn hoặc là hay bị rụng lá. Cùng với đó là những cây mà có tên gọi khó nghe. Và sau đây thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn loại cây được thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt cạnh ban thờ thần tài thổ địa để có thể thu hút tài lộc và may mắn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đầu tiên phải nói đến cây kim tiền. Đúng như tên gọi của nó, kim tiền trong phong thủy được coi là cây phát tài, được khá nhiều người ưa chuộng và lựa chọn để cạnh bàn thờ thần tài thổ công cũng như để tại phòng làm việc. Đây là một loại cây với thân cây to khỏe, dáng vươn cao, cuống lá sáng bóng và quanh năm xanh tốt. Những cây đã nở hoa được tin là sẽ mang lại nhiều tài lộc nhất. Cây kim tiền khá đa dạng về kích thước, phổ biến từ 30 đến 60cm, là một loại cây dễ trồng, không cần nhiều nước, tuổi thọ cao, cho nên kim tiền đặt cạnh bàn thờ thần tài sẽ rất phù hợp.
Một loại cây khác chính là cây trầu bà đế vương hay là cây đại đế vương, thể hiện đẳng cấp tinh thần quý quyền, quyền cao chức trọng của gia chủ. Với lá to, xanh mướt, đan xen cùng với những lá non có màu sáng hoặc nâu đỏ, tạo cho loài cây này một ngoại hình khá bắt mắt. Khi đặt cạnh bàn thờ thần tài, cây trầu bà đế vương sẽ tạo cảm giác sang trọng quý phái và thu hút tài lộc rất tốt. Đây còn là loại cây thích hợp để trang trí trong phòng làm việc cho những người có ở vị trí lãnh đạo, quản lý. Trầu bà đế vương là loại cây dễ chăm sóc, không cần quá nhiều ánh sáng và không rụng lá. Loại cây này còn có ý nghĩa phong thủy, mang đến tài lộc, may mắn và thành công cho gia chủ. Đây cũng là loại cây xanh tốt quanh năm. Quý vị thân mến, đúng như tên gọi của mình, cây phát lộc cũng là lựa chọn hợp lý nếu gia chủ muốn gia tăng thêm tài lộc cho gia đình. Cây phát lộc nước thường có kích thước từ 40 đến 50cm, do đó rất phù hợp đặt cạnh các bàn thờ thần tài ở những vị trí nhỏ hẹp. Ngoài ra, dân văn phòng cũng rất hay lựa chọn để ở bàn làm việc. Khác với đa số các cây cảnh khác, cây phát lộc nước chỉ cần sống trong bình nước nhỏ. Điều này còn tạo nên sự mát mẻ, nhẹ nhàng cho không gian nội thất cũng như bàn thờ của gia đình. Không chỉ vậy, cây phát lộc đóng vai trò quan trọng như một ví dụ sống động của các yếu tố phong thủy, thủy, mộc, thổ. Khi bạn trồng cây trong chậu, có một chậu cây phát lộc hợp phong thủy thì nó phải hội tụ đủ 5 yếu tố theo thuyết ngũ hành. Mộc đó là bản thân cây phát lộc, thổ đó là đất mà cây được trồng, thủy là nước dùng để tưới cây, hỏa thông thường, mỗi chậu cây phát lộc đều phải có buộc một dải duy băng đỏ. Kim là chậu đựng cây may mắn phát lộc, thường bằng kim loại. Trong trường hợp chậu cây làm bằng thủy tinh, gốm sứ hay đất sét thì bên trong phải đặt một vài đồng tiền kim loại hoặc để một bức tượng bằng kim loại lên trên. Những yếu tố đó khi kết hợp lại đồng thời với nhau tạo nên sự cân bằng hòa hợp, giúp cho vận mệnh tươi sáng, gia đình bình an, nhờ đó con người cảm thấy được hạnh phúc hơn. Một loại cây nữa không thể không nhắc tới đó chính là cây kim ngân, hay còn được gọi là money tree, có nghĩa là cây tiền. Nghe tên thôi đã thấy sự giàu sang phú quý rồi đúng không ạ? Có thể chính vì lý do đó mà nó nhanh chóng phát triển, được đưa đến Việt Nam để làm cây đặt trên bàn thờ thần tài hay trang trí nhà cửa. Với ý nghĩa, khi gia chủ sở hữu cây kim ngân sẽ có nhiều tiền vàng, sự may mắn thịnh vượng, nên loại cây này cũng rất hay được lựa chọn để đặt cạnh bàn thờ thần tài thổ công hoặc những vị trí đón khí trong gia đình hoặc nơi làm việc. Với thân hình dáng cây hình trụ vững chãi, lá xanh mượt số lẻ, có ý nghĩa sinh sôi nảy nở ở trong phong thủy. Người ta tin rằng nếu bạn đặt một cây kim ngân ở nơi tiếp xúc với các khu vực liên quan đến tiền thì cây này sẽ mang lại may mắn và sinh sôi cho chủ sở hữu. Về bản chất, cây kim ngân là cây gỗ nên thuộc mệnh mộc. Trong phong thủy thì người hợp nhất với cây kim ngân là người có mệnh thủy, mệnh hỏa, mệnh mộc, vì thủy sinh mộc tương hợp, mộc sinh hỏa tương sinh. Tuy vậy, cây kim ngân là cây có phong thủy tốt, có thể ai cũng phù hợp nếu biết cách cân bằng âm dương ngũ hành bằng cách phối hợp màu sắc theo mệnh. Người mệnh thổ, thổ là đất nuôi dưỡng cây để phát triển. Nhưng chính vì đó mà cây hút dinh dưỡng, đâm sâu vào trong đất nên sẽ tương khắc, mộc khắc thổ. Để cân bằng, người mệnh thổ sử dụng chậu cây màu đỏ lửa hoặc màu cam của mệnh hỏa sẽ cân bằng âm dương, hỏa sinh thổ. Người mệnh kim, đối với người mệnh kim nên trồng cây kim ngân trong bình thủy sinh, kim sinh thủy, để hỗ trợ âm dương hòa hợp. Kim ngân thường được các gia chủ đặt cạnh bàn thờ thần tài, có 3 kích thước đó là cỡ lớn, cỡ vừa và cỡ trung, phụ thuộc vào chiều cao và độ rộng của bàn thờ mà quý khách có thể dễ dàng lựa chọn những kích cỡ cây khác nhau. Ngoài kim ngân thì cây vạn lộc cũng rất được ưa chuộng khi đặt lên bàn thờ thần tài. Vạn lộc còn có tên khác gọi là cây thiên phú. Tên gọi của cây cũng đã nói lên ý nghĩa phong thủy của nó. Cây vạn lộc là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Dáng cây khỏe khoắn, từng nhánh lá thanh nhã tràn ngập sức sống. Đặt một chậu cây nhỏ trên bàn thờ sẽ giúp cho gia chủ luôn gặp may mắn trong công việc và cuộc sống. Những tán lá mang sắc đỏ hồng tượng trưng cho điềm lành, giúp gia tăng vượng khí, xua đuổi tà khí và những điều xui rủi. Trong phong thủy, màu đỏ là màu sắc mang lại may mắn, cơ hội tốt đẹp. Cây vạn lộc với sắc lá đỏ hồng, vì vậy tượng trưng cho điềm lành, giúp gia tăng vượng khí và thu hút năng lượng tích cực đến với người trưng cây. Theo người xưa thì cây còn có tác dụng trừ tà, đem lại vận may và thịnh vượng cho con người, cho nên có thể bày ở vị trí tài vị của phòng khách hoặc ở chính giữa phòng làm việc sẽ mang lại may mắn, hạn chế điều xui rủi trong cuộc sống và kinh doanh.
Đồng thời, đúng như tên gọi của cây, vạn lộc đem đến trăm ngàn tài lộc. Người trồng cây này về đường tài lộc sẽ hanh thông, tiền bạc dồi dào và gia sản phú quý. Vạn lộc ra hoa chính là một tín hiệu báo may mắn, tài lộc và thịnh vượng đang gõ cửa nhà bạn. Người sở hữu cây này, đường tài lộc quan lộ sẽ hanh thông, tiền bạc vào như nước, sức khỏe dồi dào, gia đình êm ấm. Đặc biệt, khi cây ra hoa là một tín hiệu rất tốt, báo hiệu cho một cuộc sống sắp có những chuyển biến tốt đẹp. Cái tên vạn lộc có thể hiểu là sự may mắn tiền bạc đến với người trồng đó. Chính vì vậy, đây chính là giống cây tượng trưng cho tài lộc tràn đầy. Bình vạn lộc thủy sinh hoặc là một chậu đất với lá cây màu đỏ, viền xanh đều rất bắt mắt và phù hợp để làm cây cảnh trên ban thờ thần tài. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chắc chắn là quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình được loại cây phù hợp để có thể đặt lên trên ban thờ thần tài nhà mình, đúng không ạ? Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi. Đó là 0327726336. Thầy Gia Cát, bậc thầy trong phong thủy Việt Nam sẽ tư vấn và giải đáp cho quý vị một cách nhanh chóng nhất. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau.